Xin chào các bác nha. Phèng đang đi từ dưới Hà Giang lên các bác. Bây giờ đang là 5 giờ 6 giờ kém. Phèng thấy Minh Vi Vu với P Hầu đang đua xe. Hai thanh niên như đóng phim hài các bác. Đấy, anh em cứ đi chậm chậm trước, đừng còi. Em cứ đi chậm chậm trước, từ từ cứ đi chậm, thật chậm thôi, cứ kệ, thật chậm thôi. Đấy. Đấy, cứ đi đấy đấy à. Hai thanh niên các bác. Đấy. Nào. Phải không? Minh Vi Vu các bác. Đấy. Minh Vi Vu đi xe bé. Đấy, đi xe tí hon các bác. Hello. Đi đuổi theo mình. Đấy, Minh Vi Vu đây rồi, đây rồi. Ôi ơi, đây. Ôi. Ờ, chào. Đi gọn vào. Đi gọn vào. Đi đâu này? Bé Hầu về, đi chưa? Ai à? Cặp hả? Đi đâu về đây? Sao xem cảnh sát giao thông làm gì? Cái gì cái đâu lên tao vào lên nhà Bay Hầu chơi ha, lên đây chơi lên nhà nhà Bay Hầu chơi á. Bay Hầu có chơi, cho lên không? Lên nhà Bay Hầu chơi. Đang đùa nhau đi đóng phim hài các bác. Đây là Minh Vi Vu đi xe bé này à? Bay Hầu đóng đi xe to này à? Đâu có cái gì đấy à? À, ngã xe đạp đi à? Không biết đấy à? Đấy. Qua này. Đi nào đua. Đi. Đi rồi. Đủ rồi, đi được không? Đông qua đi con này. Ngoài. Bắt gần. Thế đi từ đâu về? Đi ra cái M1 chơi về, xem cảnh sát giao thông. Xem họ làm gì đấy? Họ ngã xe kia. Ồ, có tai nạn đấy à? Tai nạn đấy. Xong chưa? Xong chưa? Nhưng mà bây giờ xong chưa? Họ làm xong chưa? Mình đi gọn vào đây xuống xe máy. Ừ. Thế là hai anh em rủ nhau đi. À, đi đâu về thế ơi? Nhiều cá thế. Đang nói tiếng Tây các bác. Bây giờ chở Phèng Phèng đi nhỉ? Đèo đi một đoạn. Minh Vi Vu đi xe kia. Các bác đi theo con xe này. Ok, action. Đi đâu? Đi đâu? Đó. Các bác. Đó rồi thôi. Chắc không đóng phim hài mới là lạ. Nào đi. Cậu chê anh nghèo lên xe đi nào, lên. Đuổi theo Minh Vi Vu. Úi giời. Ai ui. Minh Vi Vu đợi, Minh Vi Vu ơi. Đợi đây. Minh Vi Vu các bạn không cần đợi. Đây qua có cái cam này. Minh ơi. Đợi đi chậm thôi, đi nhanh thế. Hả? Đi từ từ thôi. Minh Vi Vu. Lắm rồi. Hả? Mình cứ đông qua rồi, ông qua. Hai thành niên. Mình đứng quen rồi. Các bác. Như ôi giời ơi. Mình Vi Vu. Mình đông quen rồi. Minh ơi, đợi Minh ơi. À, cùng nhau đi. À. Minh ơi, đợi Minh ơi. Bác nhờ một tiếng. Bác nhờ. Hả? Quen không? Không biết. Có quen không? Đùa lên. Lên nhở? Lên.
Cao rồi. Mình yêu không đuổi rồi. Mấy hôm nay làm gì? Mấy hôm nay anh làm gì? Bây bà tôi bên đây bận rất rất ngon rồi. Giờ đây không gặp về hết rồi không mà. Lâu lắm rồi không gặp mà. Bây hầu các bác. Ờ, nó nói được bài thế em rồi mà. Đi chậm thế. Đi, đợi mình vi vu. Đi chậm quá. Nó quá. Đi chậm thế nhỉ. Mua quay hầu. Đó là mắt lắm kìa. Cái ngọc mà nó nữa. Con kiến đang chở con voi các bác. Đang đi vô tình thế là gặp hai anh em. Mày rồi em tiếng lòng cũng lắm. Lắm kiến. Sắp đến rồi. Nó vào rồi cũng mày. Úi giời. Đâu không biết. Đi đi. Mệt không? Chào xá nhá. Đó. Dừng. Ho. Phải. Từ năm. Ui giời đấy. Có xe này mẹ ai mua cho đây? Của anh trai. Của anh trai rồi. Ừ. Nhưng mà xe này chắc cho trẻ con đi thôi chứ. Cho trẻ con đi. Trẻ con hoa nhà đi dưới Việt Nam à? Đi Việt Nam rồi à? Ừ. Thế không có xe to hơn để đi à? Không có xe to để đi. Ăn bưởi không? Đi sang đi mua bưởi đi. Bưởi. Ừ. Đau chân. Đau chân á? Đi cất xe đằng kia. Anh đi đâu đây? Đi đâu? Ăn dằm à? Đi kia về rồi. Vâng. Rồi Phen Phen lấy ít tiền sang em mua quả bưởi ăn. Bưởi của nhà xá hả? Dép đâu? Dép không có. Không có dép á? Ừ, không có quần áo mặc. Không có quần áo mặc nữa. Ừ. Cầm cho Phen Phen. Đấy, đây. Đấy, quay ông ấy, đấy. Đấy, đúng rồi. Mấy đi. Tao mua bưởi ăn. Bưởi nhà xá. Mấy cái đồng cơ. Mấy cái đồng cơ thì không qua nữa. Mà đọc bắt giống ghen. Ờ thế à? Ờ, đây đang bán nó không mênh lắm, chứ nó cũng ghét nữa. Đầu lắm mới không gặp mà phê hầu các bác. Bưởi nhà xá à? Ờ, nước nào mà. Thế à? Ờ, bưởi bán được nhiều chưa? Thế à? Em bán bưởi đây đúng không? Vâng. Thế còn bà bán măng à? Ờ. Thế còn đâu măng này của ai đây? Của em. Em à? Bán được nhiều chưa? Bán được 7 cân. 7 cân rồi á? À? Bao tiền cân? 15.000 cân à? Mình vì vụ lại đi tìm chỗ xả nước các bác. Mua này nhá. Dạ đây là... Mua hộ xá. Bao tiền một cân, bao tiền quả em? 10.000 quả. Cho anh lấy 2 quả hết đi. Hai mươi nghìn đúng không? Xin. Ừ. Bà bán măng được bao tiền một cân? 15.000 cân à? Quay hầu có mua về cho mẹ không? Không mua cho mẹ. Lấy cho mẹ. Mẹ. Bao tiền một cân hả bà? 15.000 à? Thế thì cháu mua 2 cân đi bà. Dạ vâng đệ. Là 30.000 này. Phê hầu à? Phê hầu thì mẹ già không lấy được măng. Cô bán được nhiều chưa cô? Ít nữa mà. Bán được bao nhiêu cân rồi ạ? 2 cân. 2 cân à? Chọn đi, chọn. Chọn. À ấy bầy hầu biết vắt sạch nước ấy. Một cân đỡ lặng. Ai giờ này
có kiếm ăn lắm nhỉ. Bèo chặt lắm. Chặt lắm các bạn. Ui rồi bắt thế này thì làm gì? Bèo mua măng mà bắt kẹt cạn nước này thì không ăn. Hai Bèo với cả Minh Vi Vu hai người mà đạp xe như tranh đả kích đua nhau. Cười. Bèo cười. Đó là phải. Ôi vắt thế này thì có mà. Có thấy con tắc kè kia ở trên gốc đa kia. Ở đâu? Không bắt được. Ở trên gốc đa. Ờ. Có tắc kè. Sống luôn đấy. Này thì đúng là chặt quá nhỉ. Ngày bán được bao nhiêu quả bưởi? Em nay đang hái bưởi bán được hơn 10 quả. Hơn 10 quả rồi à? Nó chín chưa? Chín rồi anh. À, bó đây rồi. Bó. Bó à? Bó. Ờ. Là bó. Làm gì mà vừa nãy anh không nhìn thấy? Minh Vi Vu là chưa ấy. Dép Minh Vi Vu đâu? Không có, dép hôm nay vừa đi có một chuyến sắn về. Này có Minh Vi Vu tua Bèo rồi, Bèo biết đi mua đi chợ mua còn vắt hết cả nước sạch này mà. Ba cân thử xem được 2 cân chưa? Dạ. Bay Hầu còn rủ Phen Phen đi câu cá cơ mấy lần cơ mà chưa đi. Ui. Vẫn chưa được 2 cân. Ôi hả? Chưa được. Chưa được. Minh Vi Vu đi gọn vào đây anh. Minh ơi, đi gọn vào. Xe. Xe nhở? Xe. Cái đứng ra đường này xe nó lại ấy cho. Với anh Thắng đi đâu hôm kia vừa thấy. À thế à? Ờ hôm kia vừa thấy trên kia. Nói đâu mà? Hả? Vẫn chưa được. Đâu? Tính ra măng này hôm trước Phen ăn là măng xào với cả trứng các bác cũng khá ngon. Được rồi, dạ vâng. Vâng ạ. Cái túi nữa. Này về cho mẹ. Về một miếng nào làm sao ăn nhá. Ăn một bữa là hết. Cháu chào bà nhá. Chào bà. Xá nhá. Vâng, chào nhá. Ờ. Sang ngày uống nước Bay Hầu. Ờ. Mày uống nước. Ăn thử bưởi nhà Xá. Em nuôi anh em nhá. Dép không có đi này thì đau đi, chân. Đi con sắn về không, chưa mua được dép. À, đi vào đây đi không ấy. À chà chà. Buộc này. Ừ. Ê, một quả đây. Một. Không, ăn đây. Một quả, một quả mang về. Thấy không? Ấy giờ. Chào, có, ra đây. Tao uống nước, đưa lại ghế anh cho. Không, cho anh mấy lon nước đây, có. Sao đây, xấu hổ à? Đưa cho anh cái ghế ra đây mày. Hút ít thôi, hút nhiều quá, không tốt đâu. Giống ghê rồi. Không. Nhiều quá. Hả?
Ok. Rồi gần pay hầu. Gần pay hầu nhỉ? Anh em cho tình cảm đi lên. Không nghỉ. Thử nào. À, cho anh Vũ ơi, chọn cho anh ít nước ấy. Lấy ít nước ấy gì đó. Còn ra phết đấy nhỉ? Vậy, phải tự bóc ấy chứ ai đưa cho được. Rồi bạn cùng tiến các bác. Bảo chị cho TV nhỏ nhỏ tí. Bó ra đây. Ai à? Đây. Là bảo là bỏ nó đây vâng ao vừa để nó đà la để bỏ nó mình em anh luôn mà nó không qua đó thì đúng đây đến đông đây giống rồi đây đây đi ra bỏ ba đầu nó phải bỏ nó bảo là tập yên cái nào đó không ai ra rồi là em biết thôi hai lần không ăn không ăn bưởi ngon thật. Bưởi ngon, được chưa? Có bao nhiêu ngon vậy? Minh đi Vũ. Nói. Nói cho nhầm. Nói buổi trưa. Buổi trưa nhỉ? Ăn bưởi chua. Ăn bưởi chua. Nói nhanh. Ăn bưởi chua. Bưởi. Buổi trưa. Bưởi chua. Ăn bưởi chua. Ăn bưởi chua. Ăn bưởi chua. Buổi trưa. Bưởi trưa. Ăn bưởi chua. Bưởi trưa. Nói nào? Nhóm vẫn nói được buổi trưa. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa. Ăn bưởi chua. Ăn bưởi chua. Buổi trưa. Buổi trưa. Ăn bưởi chua. Buổi trưa. Nói lại nào. Buổi trưa. Ăn buổi trưa. Đi đâu chưa? Đi đâu rồi? Đi xuống xem cảnh sát giao thông dưới kia. Đông không? Đông. Mình ngã xe đạp. Ngã xe đạp với xe máy. Xe máy. Hai xe à? Bây hầu nói không nghe được. Sao đấy anh làm gì? Yo, đây đi lấy được mà đây được nghe đây. Vậy có một chuyến sắn về cùng vợ về. Đang nói tiếng Pháp các bạn. Không hiểu được. Anh Thắng đi đâu nhỉ? Anh Pay Hầu vừa nói gì đấy? Không biết là hỏi nói gì. Không biết nói gì à? Nhà nó bảo hiểu không phải không quần áo mặc vừa đi còn sắn về không có tiền mua thì bảo vợ cho nào vợ không cho vợ không có tiền cạch vô vô đấy hai à hai đôi bạn cạch nhau ghê cũng khá là lâu rồi chưa gặp nhau lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ em Nhà Minh ăn dằm chưa? Ăn rồi. Ăn hôm nào? Ăn lâu rồi. Thế có rủ Pay Hầu ăn vào cùng không? Không Hầu không đi. Hầu không đi. Thế Hầu lại đi đâu? Không biết Hầu Hầu lại đi đâu. Hầu ở nhà nó không sang dằm, đông người. Không rủ phải Pay Hầu là phải mời. Mời nhỉ? Hầu không sang ăn dằm đông người. Nhưng mà Minh phải cắt tóc đi nhá. Cắt tóc nhỉ? Cắt được. Bạn đâu không bạn người yêu đâu nó ăn như này đầu nước một nhiều cái mà ngọc đầu và đầu và như vậy này mà không đâu cái em nó không đâu ngã xe ngã xe bè đấy á trước kia còn 18 kia đi chơi bỏ tay không thì ngã sao lại ngã đầu đấy ngã đâu cái này à đến nhọt đấy bị nhọt nữa
hơi dữ tổng. Thế là đi hai anh em rủ nhau đi à? Với đi chơi. Nhưng mà rủ nhau cùng đi à? Cùng đi. À, thế Minh xuống rồi rủ Pay Hào à? Hào thì không phải đâu. Không phải đâu à? Đóng ghế ra. Nên đang đâm đau một em ngoài đánh ngon. Nên là bông bông, ai là bông 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 nhầm. Vậy như mình nó làm mình hết. Mà ai làm bằng. Thì biết cô Yên Bái làm gì nhỉ? Hay là chú xuống nhỉ? Không biết. Cô Yên Bái. Ai làm bằng nó không biết. Mặc lắm, nó đâu làm. Mặc lắm. Nhưng mà nó lắm nhường. Thế nào hôm qua có đi cùng nhau không? Hôm qua đi cùng nhau. Dạo này đạp xe cùng nhau à? Con đi lên xe cái 18 chơi cùng một tay. Dạo này hai người đạp xe cùng nhau đi chơi á? Thế à? Tính ra bưởi nhà Xá này ngon nhỉ? Đây này, đây các bác này. Đấy, mọng nước rất là ngọt luôn. Em Xá này làm kinh tế khá tốt, trồng được rất là nhiều bưởi. Cái mùa mà trồng dứa thì em mới trồng dứa, còn mùa trồng bưởi thì trồng bưởi. Cho mình khoảng chục quả trứng nữa. Nhà phải hồi ăn cơm nhỉ? Hả? Chào nha. Đi đâu đây? Đi bán măng đi. Bán được nhiều không? Bây giờ mua gì? Kẹo ăn. Mua kẹo ăn à? Mua kẹo gì đấy? Phải hầu với ở nhà anh Minh thì nhà anh Minh điều kiện kinh tế hơn. Đấy là do bố là làm chở xe, chở xiếc. Bố không cho tiền. Bố không cho tiền. Đấy nên là Phang chỉ giúp một phần thôi. Mua kem à? Chỗ ra đây chơi. Kè cho mẹ à? Mấy mùa rồi, bà làm Tết thôi, nhập Tết mấy rồi. Nên bố lần này mua nặng mà em không bao giờ mua bao. Cầm một anh xăng tiền, xe lấy tiền. Cầm 3 năm mét, đắp lá. Ngon không? Cậu cả tiền kem và mấy bạn này nữa. Trứng. Tất, đây, tổng tất. Tao này thân nhau nhỉ? Dâu ria này cạo đi thôi. Giật đau không? Cái đó nè, cạo đi chứ. Không ra được đâu. Hả? Đâu. Bay hầu sướng. Nhưng mà tao ăn được không? Đẹp. Nhà mình bán dép tổ ong không? Cho Minh Vi Vu một đôi. Mua một đôi. Mua dép tổ ong đi nhá. Mai đỡ phải đi chân đất. Đi chân đất là ra đường dẫm một cái gì sao? Mua cho Pay, Minh Vi Vu, Mai Pay hậu dẫn đấy. Được chưa? 30.000. Thôi à, đây. Mai đây giả 10.000. Mai là đi dép nhá, không đi lên đất đấy nhá. Nó bán nó. Hết rồi à, nhanh thế. Hết rồi. Mà tới lên nhà Pay Hầu chưa? Thôi bây giờ tí Phang đi về rồi. Còn ấy thôi. Còn Pay Hầu với cả Minh thôi. Cái này khá ngon các bác.
Đấy. Vậy anh ước làm gì hay là ở nhà? Ước giờ này đang ở nhà, đi ăn rằm. Anh ra mẹ thích xuống nhà ước à? Thì phải gọi ước chứ. Làm sao em biết được? Gọi gọi ước. Giờ này cũng nhiều công trình các bạn, đi với cả đi thêm nhiều bản nữa nên là ít có thời gian gặp mọi người. Này đi qua đây đang đi xuống chứ xong là vô tình nhìn đấy. Bay hầu với Minh Vivu nên là phen chạy lên. Nó ghê. Nó nghĩ nó không bỏng. Kiểu hai người mà đi cùng một xe. Kiểu hai con xe nó cao cao như nhau thì không sao. Đây một người đi xe cao, một người đi xe thấp. Mà đạp xuống tận thành phố các bác nhá. Từ đây xuống thành phố 10,18 cây đấy. Đạp xuống rồi đạp lên. Sáng nay vừa đi có một chuyến về chuyến sắn, nóng quá. Được một chuyến thế à? Ừ, được một chuyến. Sao ít thế? Có nhiều. Nên phải lấy mấy chuyến nhỉ? Có nhiều. Anh nói về à? Hả? Thì anh về hay là trước? Đi về rồi. Rồi chơi với mọi người tí rồi về thôi. Mẹ anh Thắng làm gì? Không biết. Đấy xong là đi về. Mẹ. Mẹ à? Nó bảo. Tôi là xuống nhà, nhà anh ước nhỉ chơi. Thôi, hôm nào có dịp. Đối dân nhỉ. Còn nợ lần nhau gì không nhỉ? Hết rồi đúng không? Hả? Còn gì nữa? Nó quay kia nhỉ? Mình nợ hay là bạn nợ? Bạn tớ nợ thì kệ tớ đi. Chào bác nhá. Chào bác nha. Bác đi đâu về đây? Chăn nợ. Đi chăn nợ nè. Mình bói tốt nhỉ. Vâng. Cứ la người đi xem. Mình bói tốt thật. Bói là như nào bác? Bói thế này tức là về đến đây gặp cháu đây. Dạ à dạ. Nó bói đi về đi. Tốt nhỉ. Tí dọn giúp mình nhá. Hôm nào cũng hỏi. Tí dọn nhá. Được, để đây đi. Đi về mẹ đi. Cảm ơn mẹ. Về đi. Cảm ơn đi nhà anh nước. Thôi, đi về đi. Đấy, bèo cũng hết con tuần nửa mang về đây. Đấy, mình không phải uống hết rồi các bạn. À, bèo cũng về rồi nhỉ? Bèo cũng về thôi. Hai người cùng về nhá. Các bác xem đôi bạn cùng tiến là cùng nhau đi xe đạp về nhá. Phen quay chia sẻ với các bác một chút như thế. Đây cái đoạn này là Pay Hầu với ở Minh Vivu là sẽ đạp xe cùng nhau cái đoạn này thẳng thẳng hay lắm. Đấy, cùng nhau về. Chia sẻ qua các bác chút về cuộc sống của hiện tại hai anh em. Thi thoảng gặp nhau quay lại cho các bác xem một đôi, một người là nước, một người là lửa. Phen xin trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Phen. Và Phen xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đang tường thuật trực tiếp các bác mình Vivu với Pay Hầu. Pay Hầu thì đi nhanh hơn, xe to hơn. Còn độ mình Vivu thì đạp bãi không theo được, xe bé quá, xe trẻ con. Thế mà hai thanh niên này đạp xe đến tận thành phố các bác. Kẽ là mình Vivu thua rồi, phải hầu về trước rồi. Rẽ ở bên này kiếm ăn gì các bác? Đấy. Pay Hầu đi đến nơi về đến chốn. Nhưng mà Minh Vivu vẫn còn đang tạt ngang tạt ngửa. Cảnh rất là đẹp các bác từ trên cao nhìn xuống. Không thấy Pay Hầu đâu rồi, Pay Hầu về đến nhà rồi các bác. Anh Phen ơi, cảm ơn anh Phen nhé. Pay Hầu đi trước rồi, à đây đây. Gần về nhà rồi này. Sắp đến đường rẽ vào nhà Pay Hầu rồi. Pay Hầu đi nhanh thật, mang trứng về cho mẹ.
bè hầu này này. Bè hầu rẽ lên trên đấy. Trước cửa nhà bè hầu có mấy cái suối đẹp lắm. Ngày trước là thi thoảng cứ chạy ra đây tắm suối các bác.